Top 10 đồng hồ Rado dây đá đồng hồ Nhật cũ giá xỉ. Rado là thương hiệu chính hãng nổi danh toàn cầu với việc nghiên cứu, sử dụng các vật liệu chống chảy sức tân tiến nhất cho đồng hồ, thiết kế tạo ra những chiếc đồng hồ độc đáo nhất, đẹp đẽ nhất mà không kém phần cứng cáp chắc chắn, không gây dị ứng cho da dành cho cả nam lẫn nữ. Dưới đây là bài viết top 10 đồng hồ Rado dây đá đồng hồ Nhật cũ giá xỉ từ khi thành lập tại Le Nhâu, Thụy Sĩ, đồng hồ từ thương hiệu Rado cao cấp khác với các nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ truyền thống khi nghiêng về hướng nghiên cứu, chế tạo, sử dụng sáng tạo các vật liệu công nghệ cao trong thiết kế riêng biệt, một lĩnh vực mà Rado được coi là một nhà tiên phong, thương hiệu Rado, Rado là nhà sản xuất đồng hồ cực kỳ nổi tiếng của Thụy Sĩ. Trụ sở chính của thương hiệu này tại Le Nhâu, Thụy Sĩ. Thương hiệu Rado sản xuất khoảng nửa triệu chiếc đồng hồ mỗi năm với độ ngũ nhân viên khoảng 470.000 người. Rado có tiền thân là xưởng sản xuất đồng hồ tên Slap. Rado đã nhận được hơn 20 giải thưởng về những thiết kế tinh tế từ các giải thưởng Red Dot cho đến IP Design. Ngày nay, bạn có thể tìm thấy đồng hồ thương hiệu Rado tại 5.900 cửa hàng phân bố ở hơn 150 quốc gia trên thế giới. Các thị trường quan trọng nhất hiện nay của thương hiệu này là Đông Nam Á, Nhật Bản, Trung Quốc Trung Đông, Châu Âu và Mỹ. Các dòng đồng hồ Rado nổi bật một Golden Horse 1957. Rado Golden Horse được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1957 với biểu tượng Golden Horse trên mặt số, hay còn gọi là đồng hồ Rado cá ngựa cổ. Rado Golden Horse là kỷ niệm 40 năm thành lập của Rado tại Thụy Sĩ. 2. DIASTAR Rado 1962, thuộc thế hệ đồng hồ Rado cổ xưa nhất, Diastar Rado chứng tỏ sức hút của mình qua hơn 50 năm có mặt trên thị trường. Diastarado được biết đến là chiếc đồng hồ chống sức lần đầu tiên trên thế giới nhờ kim loại cứng như vàng. Bạch kim, 3, Rado G67 đến 1976, kế thừa tính năng chống sức trên đồng hồ Diastarado, thế hệ Rado G67 tiếp tục ra đời với các góc cạnh đều được bao phủ bằng vật liệu sapphire. Nhờ vậy mà vỏ ngoài của sản phẩm cứng cáp chống sức tốt hơn bao giờ hết, 4. Rado Ceramica Sintia 1990, Rado Ceramica và Rado Sintra ra đời lần lượt vào những năm 1990, 1993 của thế kỷ trước. Sản phẩm có độ bền cao nhờ sử dụng các loại vật liệu siêu cứng như titan gốm. Gốm sứ công nghệ cao. Đồng thời, công nghệ plasma ra đời vào năm 1998 tiếp tục giúp gốm trên đồng hồ Rado Ceramica đẹp nhiều màu sắc hơn, năm Rado V10 cây 2002, mặc dù ra đời sau khủng hoảng thạch anh nhưng Rado V10 cây vẫn ghi dấu ấn với danh hiệu chiếc đồng hồ cứng nhất thế giới. Sản phẩm được hoàn thiện bằng kim cương nhân tạo và có giá trị sử dụng dài lâu.